lý do chị nắm mãi không khỏi. Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao bạn đã trị nám bằng nhiều cách, đã dùng nhiều loại kem trị nám đắt tiền mà vẫn không khỏi không? Chắc là có phải không? Câu trả lời cho những thắc mắc đó của bạn nằm ngay trong bài viết này. Đọc xong bài viết của chúng tôi, chắc chắn bạn sẽ tự biết được lý do trị nám mãi không khỏi là do đâu. Nguyên nhân khiến cho bạn trị nám không khỏi. Lý do khiến cho bạn trị nám mãi không khỏi dù bạn đã chữa nám bằng nhiều cách đó chính là do một trong những nguyên nhân sau đây. Điều trị nám không liên tục. Đây là sai lầm mà rất nhiều người mắc phải. Có thể do công việc quá bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho nên họ thường trị nám ngắt quãng, ngày có ngày không. Chính điều đó đã làm cho quá trình điều trị nám không được hiệu quả. Vậy nên, nếu bạn muốn trị khỏi nám, bạn cần phải điều trị nám liên tục, ngày nào cũng phải điều trị. Cho dù bận đến mấy, mỗi ngày bạn chỉ cần dành ra từ 10 đến 15 phút là bạn sẽ đạt được hiệu quả trị nám như mong muốn. Không bảo vệ da khi điều trị nám. Có nhiều bạn đã rất chủ quan, dù đang trong thời gian điều trị nám nhưng mỗi khi đi ra đường thường không đeo khẩu trang hay sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da mà không biết rằng đó chính là lý do khiến cho hiệu quả trị nám của bạn bị kém đi. Tại sao? Vì khi trị nám chính là lúc da đang rất yếu hay đang trong thời gian phục hồi cho nên rất cần được bảo vệ, cần được tránh khỏi những tác hại của ánh nắng mặt trời. Vậy nên, chúng tôi khuyên các bạn trong thời gian chữa nám, nhất là khi các bạn sử dụng các cách chữa nám từ tự nhiên thì cần phải bảo vệ cho da, cụ thể mỗi khi đi ra ngoài nên bôi kem chống nắng cho da trước 30 phút. Không kiên trì khi điều trị nám. Để chữa nám và tàn nhang không phải là việc đơn giản, nhất là cần phải điều trị trong cả một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, nhiều người lại không có được kiên trì để làm điều đó. Thường thì họ chỉ điều trị nám trong thời gian từ 5-10 ngày, nếu thấy kết quả không được khả quan họ sẽ dừng lại ngay. Chính vì không có sự kiên trì như vậy nên hầu như mọi người đều không thể trị khỏi nám cho mình, hoặc nếu có thì chỉ sau một thời gian nám lại bị tái phát lại. Do vậy, chúng tôi khuyên những ai đang điều trị nám thì hãy kiên trì, dù là đã thấy da mờ hết nám vẫn nên kiên trì điều trị và dưỡng da tiếp chứ không nên vừa thấy hiệu quả chút ít đã dừng lại ngay. Sử dụng nhiều cách trị nám trong cùng một thời gian. Có quá nhiều người mắc phải sai lầm này. Vì nóng lòng muốn được trị khỏi nám cho nên cứ nghe thấy có cách nào trị nám nào tốt họ cũng sẽ áp dụng ngay. Chính điều này làm cho chúng ta không thể biết được đâu mới là cách trị nám hiệu quả, đâu mới là cách trị nám không phù hợp cần phải tránh. Vì vậy, tốt hơn hết, khi trị nám, các bạn chỉ nên sử dụng một cách, tập trung vào cách đó. Nếu sau một thời gian áp dụng thấy kết quả không có khả quan thì hãy chuyển sang cách chữa nám khác. Trên đây chính là những lý do trị nám mãi không khỏi mà bạn đang muốn biết. Hy vọng qua những chia sẻ đó của chúng tôi, các bạn sẽ rút được kinh nghiệm cho mình. Nếu các bạn muốn được trị khỏi nám và muốn tránh được những sai lầm như kể trên khi trị nám thì chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi lối sống, chế độ ăn uống và kiên trì bôi kem trị nám. Nám mảng, nám đốm, nám chân sâu, nám hỗn hợp, tàn nhang, mụn thâm lâu ngày không khỏi khiến rất nhiều chị em phải đau đầu, mặc cảm, tự ti trong giao tiếp. Sản phẩm đặc trị nám tàn nhang dưỡng trắng da hoàng cung giúp chị em có làn da trắng hồng rạng rỡ, đánh bay nám mảng, nám đốm, nám chân sâu, nám hỗn hợp trong vòng 2-3 tuần với chi phí siêu tiết kiệm. Có rất nhiều bộ sản phẩm để chị em lựa chọn: bộ hồng dành cho da khô, da nhạy cảm; bộ cam dành cho da nhờn; bộ xanh trị nám, trị mụn, dưỡng trắng da. Trong mỗi bộ còn được tặng kèm một tết thử với sự hòa quyện tinh tế từ kim trùng thảo, bột ngọc trai, bạch chỉ, ngọc trúc, bột trân châu, chất làm trắng hiệu quả cao VC, tinh dầu cây lô hội, chiết xuất từ tàu biển, chiết xuất từ hoa thủy tiên, vitamin E, nho đỏ, sáp ong và collagen tươi. Bộ trị nám tàn nhang 5-1 đặc trị nám tàn nhang dưỡng trắng da cho chị em có làn da trắng khỏe, mịn màng, sáng bóng. Bộ sản phẩm đã chiếm được phần lớn niềm tin yêu của phụ nữ châu Á. Với thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, chị em hoàn toàn có thể tin tưởng và yên tâm sử dụng bộ sản phẩm Hoàng Cung với rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Bộ sản phẩm hiện được bán tại 176/13 Âu Cơ, Pleiku, Gia Lai, số điện thoại 01659447339. Bộ sản phẩm đặc trị nám tàn nhang dưỡng trắng da Hoàng Cung, bộ sản phẩm tốt cho da mặt.